Xin kính chào quý vị và các bạn. Phải nói là đã rất lâu rồi thì chúng ta mới quay trở lại trong chuyên mục nói về những chiếc xe đã qua sử dụng, xe cũ của xe hay. Và để tránh mất thời gian của mọi người thì ngay trong video này chúng ta sẽ cùng nhau chia sẻ về một mẫu xe mà chắc cũng không còn xa lạ gì với mọi người. Đây là chiếc Peugeot 3008 đời 2019. Và ở trong video lần này thì chúng ta sẽ cùng nhau chia sẻ rất rõ ràng về những ưu và nhược điểm của mẫu xe này sau khoảng hơn 3 năm sử dụng. Và khi chúng ta lựa chọn nó, chúng ta sẽ được gì và phải chấp nhận mất những cái gì. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau chia sẻ. Đây là Peugeot 3008 2019. Và vẫn như thường lệ, trước khi bắt đầu vào video này thì chúng tôi muốn gửi một lời cảm ơn rất trân trọng tới Nam Dương Auto số 211 đường Phạm Văn Đồng, Xuân Đỉnh, Hà Nội đã hỗ trợ chúng tôi có chiếc xe để review tới mọi người. Nếu mọi người quan tâm tới chiếc Peugeot 3008 hoặc những chiếc xe đã qua sử dụng thì có thể ghé qua đây, một địa chỉ uy tín mà chúng tôi cũng thường xuyên ghé tới. Có lẽ đầu tiên thì chúng ta hãy cùng nhau chia sẻ về mức giá bán của mẫu xe này so với cả những gì mà chúng ta có được trên thị trường xe mới. Chiếc xe này thì trên thị trường xe cũ chúng ta có mức giá loanh quanh, nó sẽ rơi vào khoảng ngoài 650 triệu. Và thực tế chiếc xe này thì chúng tôi mượn tại Nam Dương Auto cũng được chào bán ở cái mức giá vào khoảng 670 triệu. Một mức giá có thể nói là tương đối là xuống giá so với cả ngày xưa. Cái này đầu tiên phải thừa nhận với nhau là như thế. Và với mức giá này vào khoảng 650 triệu dưới 700, nếu chúng ta chọn một chiếc xe mới thì chắc chắn rồi chúng ta sẽ vẫn mua được những chiếc xe crossover, nhưng mà chắc chắn là chỉ là cỡ B thôi, cỡ nhỏ hơn so với cả chiếc Peugeot 3008 này. Cái được là gì? Là chúng ta sẽ được một chiếc xe mới, cái này là hiển nhiên rồi. Cái thứ hai đó chính là nếu để xét trên khía cạnh về trang bị thì đây là một chiếc xe đời năm 2019. Và nếu bây giờ chúng ta mua một xe hạng B, một chiếc xe mới, mặc dù là phân khúc thấp hơn nhưng vẫn là đời mới, thì chúng ta vẫn sẽ có những cái trang bị gần như là nó không quá kém cạnh so với cả một chiếc xe thuộc nhóm cửa trên như thế này. Nhưng tất nhiên các bạn cũng phải nhìn nhận ở khía cạnh là đây là một chiếc xe chúng ta có phân khúc cao hơn, thì đồng nghĩa kích thước tốt hơn. Và ở trên một số những cái trang bị về mặt tiện nghi, Peugeot 3008 nó chắc chắn vẫn sẽ phải nhỉnh hơn so với cả những chiếc xe hạng B đời mới. Đó là ở khía cạnh về phần trang bị và cái số tiền chúng ta bỏ ra ở thời điểm này. Cái thứ hai đó chính là thế ở năm 2023 chúng ta lựa chọn chiếc Peugeot 3008 này thì chúng ta sẽ được cái gì? Đầu tiên đó chính là ở khía cạnh ngoại hình. Có thể nói là tính đến thời điểm này, chiếc Peugeot 3008 đời mới nhất ở Việt Nam đi, đời 2022-2023 thì mới chỉ dừng lại ở phiên bản facelift. Có nghĩa là phiên bản nâng cấp của mẫu xe này với không có quá nhiều, gọi là quá nhiều nhé. Cái sự thay đổi chủ yếu nó chỉ thay đổi ở một số chi tiết nhỏ thôi. Chính vì vậy về form dáng tổng thể thì Peugeot 3008 đời 2019 chúng ta vẫn phải thừa nhận với nhau là nó vẫn giữ được một cái sắc vóc đẹp, trẻ trung và nó thể hiện được cái sự cao cấp vốn có trong cái ngôn ngữ thiết kế, cái ngôn ngữ phong cách của hãng xe nước Pháp dành cho người dùng. Đó là cái đầu tiên. Cái thứ hai đó chính là cái này là cái mà mình nghĩ là chắc chắn chúng ta sẽ rất hay quan tâm, đó chính là chất lượng của chiếc xe sau khoảng ngần đó năm sử dụng thì nó có ổn không. Và đối với cả chất lượng một chiếc xe ô tô ấy thì đối với mình thì mình sẽ chia tặng nó làm hai yếu tố. Một là ở khía cạnh về phần lắp ráp, tức là thân vỏ. Và hai, nó là nằm ở khía cạnh nền tảng khung gầm, treo, những cái thứ liên quan đến phần cứng nó có tốt không. Ở phần cứng thì lát nữa chúng ta sẽ chia sẻ kỹ hơn. Còn ở những thứ mà chúng ta có thể dễ dàng kiểm tra ngay, ví dụ như là ở thân vỏ như thế nào thì rất dễ thôi, chúng ta có thể dễ dàng nghe tiếng đóng cửa. Và cái vị trí cửa mà mình lựa chọn nó là vị trí cửa ở ghế tài, tức là cái vị trí mà chúng ta hay sử dụng nhiều nhất. Có thể nói là nghe cái phần âm thanh đóng cửa, hoặc thậm chí lát nữa mình sẽ để cái phần âm thanh của cái phần nắp capo đóng xuống, thì các bạn cũng có thể dễ dàng có những cái cảm nhận rất riêng của mình. Nhưng đối với cả quan điểm của chúng tôi, ekip xe hay, thì chiếc Peugeot 3008 và những chiếc xe của Peugeot có mức độ về mặt lắp ráp khá tốt. Chúng ta có mức độ đầm tai và chắc tai, hay thậm chí các bạn gõ vào những cái phần thân vỏ như thế này. Đó, tất nhiên là chúng ta nghe tiếng tôn, tiếng thép là rõ rồi đúng không? Nhưng mà chúng ta sẽ vẫn cảm nhận được nó có những cái tấm cách âm phía bên trong và nó không làm chúng ta cái cảm giác bị nhôm nhựa, bị rẻ tiền. Thì ở khía cạnh phần cao cấp và khía cạnh lắp ráp thân vỏ, có thể nói đây vẫn là một điểm cộng của chiếc Peugeot 3008. Ngoài ra thì sẽ có một thứ nữa mà chúng ta cũng hay để ý khi mà chúng ta xem một chiếc xe đã qua sử dụng, đó chính là cái chất lượng về bề mặt.
sơn si các thứ ra làm sao. Nhưng mà ở trước khi nói về phần này thì cũng phải lưu ý mọi người là bất cứ một chiếc xe ô tô nào các bạn đi mua cũng thế thôi, hay là kể cả xe máy cũng thế, cái chuyện xước sát và cái chuyện được sơn lại là cái chuyện hết sức bình thường. Nhưng chúng ta hãy nhìn vào những cái bề mặt sơn để xem chất lượng sơn, chất lượng gọi là cái nước da bên ngoài của chiếc xe nó có ổn hay không. Thì bản thân là mình đặt ở trên khía cạnh nhìn vào một chiếc xe Peugeot mới, một chiếc 3008 mới, và khi nhìn vào cái phần bề mặt sơn của một chiếc xe đã qua sử dụng khoảng hơn 3 năm như thế này, thì có thể nói là cái nước sơn của Peugeot cũng không phải là cái nước sơn quá để lại nhiều ấn tượng. Mặc dù nó vẫn là một nước sơn nó để một cái hiệu ứng tương đối là sâu, nhưng nếu để nó đẹp thì chắc chưa phải. Ngoài ra thì đối với cả chiếc 3008 này sẽ có một cái gọi là hạn chế nho nhỏ khi các bạn lựa chọn chiếc xe này mà các bạn cũng sẽ phải chấp nhận, đó chính xác là các bạn phải chấp nhận, đó chính là gì? Đây là một mẫu crossover, gọi là xe gầm cao, chúng ta hay gọi là xe SUV gầm cao thứ đúng không? Nhưng thực tế là gầm của chiếc xe này nó cũng sẽ không quá cao đâu, và thực tế nó chỉ ngang với cả một chiếc xe kiểu gọi là hơn tí sedan hạng D một tí thôi. Còn gầm nó cũng sẽ không quá để cho chúng ta cảm giác là yên tâm và cảm giác là thoải mái khi mà chúng ta đi đô thị. Nhưng cái này nó là lựa chọn thôi, khi chúng ta lựa chọn một chiếc xe với cái phong cách kiểu thể thao trẻ trung thì đôi khi chúng ta cũng sẽ phải chấp nhận hao hụt đi những thứ khác. Cái này hoàn toàn là thứ mà chúng ta phải chấp nhận khi lựa chọn một chiếc xe như thế này. Ngoài ra thì so với cả những chiếc xe trong cùng hạng crossover hạng C của chiếc Peugeot 3008 thì có lẽ nếu để nói về phần kích thước, không cần vào bên trong đâu, các bạn chỉ cần nhìn bên ngoài thôi, thì các bạn cũng sẽ thấy được là chiếc xe này nó hướng tới cái phong cách trẻ trung và phong cách thể thao. Và chính vì vậy chúng ta cũng sẽ phải chấp nhận hy sinh với một sự thật là xét về kích thước, chiếc xe này nó không có lợi thế khi so với cả những chiếc xe trong cùng hạng ở thời điểm nó mua mới. Và một vấn đề nữa cũng sẽ lại chia sẻ ở khúc này, đó chính là về giá bán. Ở thời điểm mua mới chiếc xe này năm 2019 thì chúng ta có mức giá loanh quanh vào khoảng 1 tỷ mốt hơn để ra biển cho phiên bản này, phiên bản Alu, phiên bản cao nhất. Ở thời điểm này, năm 2023 thì chúng ta có mức giá loanh quanh vào khoảng 650 triệu. Tức là chúng ta có mức về xuồng giá, về mất giá xe của dòng Peugeot và của chiếc 3008 này cũng có thể nói là tương đối là nhiều. Nhưng cái đó thực ra là với những người sử dụng thực tế thì nó cũng không phải là thứ quá quan trọng, nhưng với những người mà họ để ý vấn đề giá thì cũng sẽ là một cái vấn đề bài toán mà chúng ta cũng sẽ phải cân nhắc. Nhìn chung thì để đánh giá về cái mức độ giữ giá của những chiếc xe Peugeot hoặc cụ thể là chiếc 3008 này thì với mình, nếu các bạn là một người thích kiểu ăn chắc mặc bền thì thôi, các bạn tạm bỏ nó ra khỏi đầu đi. Còn nếu các bạn ok, các bạn chấp nhận và các bạn không để ý quá nhiều đến cái vấn đề giá sau này, và các bạn chỉ quan tâm đến cái việc sử dụng của mình thôi, thì ok, chúng ta vẫn hoàn toàn có thể cân nhắc được một chiếc xe như thế này. À, ngoài ra thì trước đây, không phải trước đây đâu mà chính xác là cách đây một thời gian, mình có nhận được rất nhiều những câu hỏi của các bạn khán giả gửi đến mình là việc chăm sóc xe thì chúng ta sẽ cần lưu ý tới những vấn đề gì. Thì thực tế ra thì để trả lời thì nó nhiều lắm, nhưng một trong những cái mà lời khuyên mà ekip xe hay và bản thân mình cũng hay nói với các bạn, đó chính là các bạn hãy để ý đến cái trái tim của chiếc xe. Đây chính là cái phần quan trọng và đắt giá nhất ở trên một chiếc ô tô, chứ không phải là ngoại hình bề mặt gì đâu. Và để bảo vệ động cơ cho chúng ta thì cũng có nhiều phương pháp, và trong đó chúng ta không thể nào mà bỏ quên được đó chính là phần dầu nhớt. Việc lựa chọn dầu nhớt thì nó sẽ phụ thuộc rất nhiều vào cái khuyến nghị của nhà sản xuất. Có những nhà sản xuất họ yêu cầu chỉ số này, có những nhà sản xuất họ lại yêu cầu chỉ số khác. Cái điều đầu tiên, chúng ta sẽ phải lựa chọn một loại dầu nhớt phù hợp với cái khuyến nghị và cái tiêu chí của nhà sản xuất chiếc xe của chúng ta. Còn trong trường hợp mà chiếc xe của chúng ta cũng không biết là nó khuyến nghị loại dầu gì và nó chỉ yêu cầu về chỉ số như thế này các thứ, thì một lời khuyên này cho các bạn đó chính là bản thân như chúng tôi là chúng tôi thường xuyên sử dụng loại dầu nhớt Castrol Maratec, và cụ thể là 5W30. Tất nhiên là chúng tôi dùng là hoàn toàn là có lý do. Đối với cả loại dầu này, về thương hiệu, về Castrol thì anh em không cần bàn nữa, giờ gần như là ai cũng biết rồi. Cái thứ hai đó chính là về Maratec 5W30 này, thì cái điểm hay nhất của nó đó chính là cái công nghệ dual lock độc quyền, khóa kép phân tử, và nó luôn luôn hình thành những cái mảng bám dầu ở trong bề mặt động cơ, hạn chế đi tình trạng bị ma sát, mài mòn, dẫn đến gọi là nó kém đi độ bền của động cơ của chúng ta. Thì đấy là một cái cách mà mình thường xuyên sử dụng trên những chiếc xe mà mình đang chạy để bảo vệ cho phần động cơ. Castrol Maratec 5W30, mọi người hoàn toàn cũng có thể tham khảo sản phẩm này và sử dụng cho chiếc xe của mình nhé. Và sau khi chúng ta đã cùng nhau chia sẻ về những nội dung liên quan tới trang bị, giá bán hay phần thiết kế của chiếc Peugeot 3008, thì bây giờ sẽ là phần vận hành. Thì cái này xin phép đưa cái quan điểm cá nhân một chút, thì bản thân mình cũng không phải là một người quá thích cái thiết kế vô lăng thôi, nói riêng là vô lăng thôi, nhỏ nhỏ và được đặt khá là sâu
xuống như của những dòng xe Peugeot, vì với mình thích vô lăng to, lái cảm giác thoải mái hơn. Và cái vô lăng này thì với chiếc 3008 thì cơ bản là ok nhé, nhưng mà đối với cả chiếc ví dụ như là chiếc 408 mới đi thì với một người có thể hình cao thì đôi khi nó sẽ bị ảnh hưởng ít nhiều. Còn về phong cách tổng thể thiết kế nội thất thì chắc không phải bàn rồi, Peugeot họ làm quá tốt trong khía cạnh đem đến cái sự cao cấp và một cái trải nghiệm thực sự mỹ mãn về phần thị giác dành cho người dùng. Tuy nhiên thì khi lái chiếc xe này, để xem nào, đây là một chiếc xe được trang bị khối động cơ 1.6 tăng áp với công suất mà chúng ta có được đang được hiển thị ở trên phần màn hình để các bạn có thể thấy. Cơ bản nó cũng không phải là quá lớn, nhưng để đặt trên khía cạnh nhu cầu sử dụng bình thường ở Việt Nam thì chúng ta cũng không cần phải bận tâm đến cái phần sức mạnh này. Ví dụ các bạn đạp ga lên như thế này. Đó, độ trễ của turbo, độ chậm của động cơ 1.6 thì cái đấy thì chắc là mình nghĩ cũng không phải là quá là một cái gì đấy ghê gớm và quá là gì đấy mà chúng ta cần phải phàn nàn. Chỉ có điều là tất nhiên là nó sẽ không đem đến cảm giác thể thao đâu, nhưng chắc chắn là thoải mái để các bạn có thể đi hàng ngày được. Nhìn chung là êm ái từ phần động cơ sau hơn 3 năm sử dụng. Ngoài ra thì một khía cạnh nữa mà có thể nói là Peugeot họ làm rất là khéo để chiều lòng các tệp khách hàng của mình, bao gồm cả nam cả nữ, đó chính là hệ thống vô lăng trợ lực điện rất là nhẹ nhàng uyển chuyển, và nó không cho cái cảm giác bị nặng nề. Và đặc biệt là các chị em khi cầm lái chiếc xe này thì mình cũng tin là các chị em cũng sẽ có một cái quan điểm giống như mình, đó chính là nó rất là thoải mái, rất là dễ chịu trong cái việc lái xe. Và một trong những cái điểm cộng có thể là khá là đắt giá của chiếc Peugeot 3008 và những chiếc xe Peugeot khác so với cả những mẫu xe trong cùng cái giải phân khúc này, đó chính là cái sự chắc chắn nó đến từ cái phần cứng, cái nền tảng cứng bao gồm khung gầm và hệ thống treo của chiếc xe. Vừa rồi thì chúng ta đã cùng nhau kiểm chứng một vài những chi tiết nhỏ nhỏ từ phần lắp ráp, từ phần thân vỏ. Và khi các bạn chạy chiếc xe này, kể cả bạn chạy chiếc xe mới hay một chiếc xe đã sử dụng lâu năm, và bản thân mình cũng đã từng chạy một số những chiếc xe Peugeot cũng có tuổi đời vài năm rồi, cũng còn gần chục năm tuổi, thì phải thừa nhận là cái kết cấu liên quan tới hệ thống treo và phần cứng họ làm rất ổn, khung gầm làm rất ổn. Vào cua giải tốc cao, đánh lái, chuyển làn, nó đều đem đến được cái cảm giác chắc chắn và liền mạch, đúng theo tinh thần của một mẫu xe tới từ châu Âu. Thì đây có thể được nói là một cái điểm cộng rất đáng giá ở trên những chiếc xe của Peugeot. Đó là về chất lượng phần cứng, khung gầm, sắt xi, hệ thống treo và khả năng lắp ráp của chiếc xe. Và đối với cả những chiếc xe của Peugeot, và đặc biệt là đối với cả chiếc 3008 này, thì một điều nữa mà nó cũng sẽ làm cho những người sử dụng của nó một cái cảm giác dễ chịu, đó chính là về khả năng cách âm. Mặc dù đây là một chiếc xe có tuổi đời cũng hơn 3 năm rồi, mình cũng đã chia sẻ với các bạn cũng khá là nhiều. Kính thì cũng chỉ là kính một lớp thôi, cũng không phải là một chiếc xe hạng sang gì đâu, nhưng khả năng cách âm từ mặt sàn xe và từ phần môi trường, đặc biệt là từ môi trường của chiếc Peugeot 3008, nó làm rất ổn, phải nói làm rất ổn. Dù vậy thì khi lựa chọn chiếc xe này thì các bạn cũng sẽ phải gọi là chấp nhận một số những cái gọi là hạn chế nhỏ nhỏ của chiếc xe, là ví dụ như hàng ghế thứ hai. Mặc dù đây là một chiếc xe dành cho gia đình, nhưng với mình thì nó sẽ phù hợp với cả gia đình trẻ nhiều hơn, nghĩa là các bạn loanh quanh tầm ba mấy trở xuống, gia đình nhỏ, các bạn ngồi hàng ghế thứ hai cơ bản là về không gian cũng tương đối thoải mái, nhưng về cái độ ngả của lưng ghế thì nó chưa ở mức tốt, tương đối là hơi dựng một xíu. Và nếu để đi trên những hành trình dài thì chắc chắn là nếu để nói là nó thực sự làm cho các bạn cảm giác chill chill và cảm giác sướng thì có lẽ là không. Bên cạnh đó thì nếu như việc ngồi hàng ghế phía trước này thì cơ bản là cảm nhận của chúng ta nó sẽ theo chiều hướng là tương đối là dịu và êm ái. Các cái dao động lắc ngang, lắc dọc đối với cả một chiếc crossover hạng C như Peugeot 3008 thì nó được hạn chế tương đối là nhiều, và chúng ta cảm nhận được rõ ràng cái độ êm ái ở hàng ghế trước. Nhưng ngồi hàng ghế sau thì cái độ nảy và cái độ lắc sang hai bên ấy của chiếc Peugeot 3008 này nó cũng được thể hiện rõ ràng hơn. Và tất nhiên rồi, khi nói đến cảm giác lái thì chúng ta cũng không thể bỏ qua được yếu tố về vấn đề tầm nhìn, tầm quan sát. Thì đây là một cái điểm cộng ở trên chiếc Peugeot 3008. Chúng ta mặc dù là có cái phần vô lăng, với mình thì mình không thích lắm cái cách mà họ đặt khá là thấp như thế này, nhưng bù lại khi mình ngồi ở đây mình vẫn có cảm giác là mình rất là cao ráo và có thể quan sát được cái khu vực đầu xe, và gương ở hai bên nó cũng được thiết kế với cái chiều cao tương đối là ổn. Chính vì vậy thì cái việc nhìn ra phía bên ngoài bao quát chiếc xe của vị trí người tài xế là thoáng, có thể nói là thoáng, và dễ để cho chúng ta có thể nắm bắt được tình hình hiện trạng của những cái vật thể xung quanh của chúng ta. Peugeot 3008 phiên bản 2019 không phải là một mẫu xe nổi bật
khi xét trên khía cạnh về phần trang bị so với cả những mẫu xe cùng hạng trong cái thời điểm chiếc xe này ra mắt. Ví dụ như ở trên phần vô lăng, các bạn cũng có thể hoàn toàn dễ dàng nhìn thấy là chúng ta cũng không có các cái chức năng của hệ thống ADAS, tức là hệ thống an toàn chủ động như giữ làn, bám đuôi, phanh tự động các thứ, là chiếc xe này nó sẽ không có những cái đó. Cũng là một cái mặc dù là với mình thì mình cũng không phải là một người quá hay dùng những cái chức năng đó, nhưng nếu nó có thì tốt, mà không có thì cũng không sao. Nhưng mà đây cũng không phải là một điểm chúng ta có thể nói là điểm cộng ở trên chiếc Peugeot 3008 được, xét trên khía cạnh về phần trang bị. Ngoài ra thì với một chiếc xe cũ thì chắc chắn là chúng ta không thể bỏ qua cái việc gọi là nhìn vào cái phần nội thất, cái độ xuống cấp như thế nào. Thì đầu tiên phải khẳng định với mọi người là đối với cả những mẫu xe mà được bọc da ở ghế, vô lăng các thứ ấy, thì cái mức độ xuống cấp hao mòn của da là rất dễ nhận ra. Và ở trên chiếc Peugeot 3008 này thì cơ bản mà nói thì cái phần ghế là cái phần mà chúng ta trực tiếp hay ngồi nhất, thì nó cũng đã bắt đầu thể hiện cái sự gọi là hao mòn nhẹ nhẹ, nhưng nó vẫn ở mức chấp nhận được, hoàn toàn không có hiện tượng bị sần, hoàn toàn không có hiện tượng bị chóc vẩy gì ở đây cả. Nó chỉ đơn giản là bóng và nhẫy theo thời gian thôi, cái này là hoàn toàn có thể hiểu được. Ví dụ như chiếc xe này thì phần vô lăng có lẽ được chủ cũ họ bọc cái vô lăng lại, nên thành ra là chúng ta vẫn sẽ có được cái bề mặt da rất là mịn, gần như tương đồng với cả một chiếc xe mới. Còn về chất lượng nội thất nói chung thì có thể nói là nó vẫn đang làm rất tốt trên khía cạnh của một chiếc xe đã qua sử dụng hơn 3 năm. Nhìn chung thì nếu bạn là một người trẻ ưa thích cái phong cách thể thao, trẻ trung và mới lạ, thì chắc chắn Peugeot 3008 cũ trên thị trường loanh quanh hơn 700, dưới 700, nó là một cái gợi ý tương đối là hấp dẫn dành cho mọi người. Thì không biết mọi người thấy sao về chiếc xe này thì có thể để lại comment ở phía bên dưới nhé. Vừa rồi là những cái chia sẻ rất nhanh của chúng tôi liên quan tới trải nghiệm của một chiếc 3008 đã có tuổi đời hơn 3 năm tuổi. Cảm ơn mọi người đã dành thời gian theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại.